Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục với hai nội dung, đó là bài thể dục và chạy ngắn. Về bài thể dục, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập hoàn thiện bài thể dục lớp 8 để chuẩn bị kiểm tra. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ tìm hiểu về giai đoạn chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. Đến với nội dung đầu tiên là bài thể dục lớp 8. Các em sẽ xem lại hình ảnh minh họa từ nhịp 1 đến nhịp 35. Và thầy sẽ chỉ ra những cái lỗi sai mà các em hay gặp trong khi thực hiện bài thể dục. Đầu tiên các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa từ nhịp 1 đến nhịp 18. Thì lỗi đầu tiên các em hay gặp ở nhịp 1 đó là cái lỗi bước chân. Ở nhịp 1 thì thực hiện tay trái dang ngang, tay phải đưa về trước. Thì các em chú ý hai chân của chúng ta vẫn khép sát vào nhau. Có những bạn gặp lỗi ở đây là tay trái dang ngang, tay phải đưa về trước. Đồng thời hai chân của các bạn sẽ mở ra rộng bằng vai, đó là sai. Tụi con chú ý ở nhịp 2, nhịp 9 và nhịp 11 có những dấu mũi tên hướng đi lên. Đó là chúng ta thực hiện động tác hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Ở nhịp 13 và nhịp 17, dấu mũi tên hướng xuống. Đó là động tác hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Khi thực hiện thì tụi con hãy nhớ những nhịp nào thực hiện lòng bàn tay ngửa và những nhịp nào thực hiện lòng bàn tay sắp. Có rất nhiều bạn thực hiện động tác bàn tay ngửa từ đầu bài thể dục cho đến cuối bài thể dục luôn. Hoặc cũng có thể là thực hiện bàn tay sắp từ đầu bài thể dục đến cuối bài thể dục. Đó là lỗi sai. Nhịp 19 đến nhịp 35 thì tụi con chú ý cho thầy nhịp 19 và nhịp 23. Thì ở hai nhịp này, chân và tay của tụi con sẽ thực hiện ngược hướng với nhau. Ở hai nhịp này có rất là nhiều bạn thực hiện chân và tay cùng hướng với nhau, đó là thực hiện động tác sai. Nhịp 21, nhịp 25, 27, 29, 33 và 34, tụi con thấy có dấu mũi tên đi xuống thì thực hiện bàn tay sắp cho thầy. Thì vừa rồi thầy đã chỉ ra những cái lỗi mà tụi con hay mắc trong khi luyện tập bài thể dục. Thì thầy chúc tụi con luyện tập thật tốt bài thể dục để đạt được kết quả tốt cho kỳ kiểm tra sắp tới. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, đó là chạy ngắn. Chạy ngắn bao gồm 4 giai đoạn, đó là xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. Thì ở tuần 4 và tuần 5, thầy đã giới thiệu cho các em giai đoạn xuất phát với kỹ thuật là xuất phát thấp. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em 3 giai đoạn còn lại trong chạy ngắn, đó là chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. Chúng ta đến với giai đoạn chạy lao. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Khi hai tay rời khỏi mặt đường thì người chạy bước vào giai đoạn chạy lao. Khi chạy lao, người chạy cần tăng tốc độ chạy. Và cùng với việc tăng tốc độ chạy thì độ ngã về trước của thân trên giảm dần. Mức độ sử dụng sức trong đánh tay cũng giảm dần. Ở những bước chạy đầu, đặt chân trên đường chạy hơi tách rộng. Sau đó giảm dần cho tới khi kết thúc chạy lao thì mới dần hình thành thành một đường thẳng. Tốc độ chạy lao tăng lên nhờ độ dày của bước chạy. Bước chạy sau nên dài hơn bước chạy trước khoảng 1/2 bàn chân. Sau 9 đến 11 bước thì ổn định.
Và nhiệm vụ của giai đoạn chạy lao là đạt tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta chuyển sang giai đoạn chạy giữa quãng. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Sau chạy lao là chạy giữa quãng. Ở giai đoạn này, người chạy cần duy trì tốc độ cao đã đạt được trong chạy lao. Kỹ thuật chạy của giai đoạn này khá ổn định với một số đặc điểm sau. Tiếp đất bằng nửa trước của bàn chân. Tiếp đó, chân chống phía trước chuyển sang chống thẳng đứng, rồi chuyển thành đạp sau. Đồng thời với động tác đạp sau là động tác đưa chân lăn về phía trước. Đùi chân lăn cần nâng cao song song với mặt đất. Vì tốc độ chạy chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả đạp sau, nên động tác này cần phải thực hiện chủ động, nhanh, mạnh và đúng hướng. Ngay khi chân chống trước chạm đất, vai và hông phải chủ động chuyển về phía trước. Chuyển động của vai so với hông cần so le như là của tay và chân. Khi đánh tay, hai tay gặp ở khuỷu. Đánh so le và phù hợp với nhịp chạy của hai chân. Hai vai cần thả lỏng. Đánh về phía trước, tay hơi khép vào trong. Đánh ra sau, tay mở để giữ thăng bằng cho cơ thể. Hai bàn tay có thể nắm hờ hoặc duỗi thẳng các ngón tay. Khi chạy trên toàn cự ly, cần hít thở bình thường, chủ động, không làm rối loạn kỹ thuật và nhịp điệu chạy. Giai đoạn chạy giữa quãng là giai đoạn dài nhất trong quá trình chạy. Vì vậy, giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất trong 4 giai đoạn kỹ thuật. Và nhiệm vụ của giai đoạn chạy giữa quãng là duy trì và phát huy tốc độ cao nhất đã đạt được sau chạy lao. Tốc độ người chạy thường đạt cao nhất ở mét thứ 50-60 của cự ly chạy 100m. Chúng ta đến với giai đoạn về đích. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Khi cách đích khoảng 15-20m, người chạy cần tập trung hết sức lực để có thể duy trì tốc độ cao nhất. Người chạy nên cố gắng tăng độ ngã người về phía trước để có hiệu quả đạp sau tốt hơn. Người chạy được xem là hoàn thành cự ly chạy khi có một bộ phận của thân trên, trừ phần đầu và tay, chạm tới vạch đích hoặc đường thẳng giống lên từ vạch đích. Do đó, ở bước chạy cuối cùng, người chạy cần chủ động gập thân trên về phía trước để chạm ngực vào dây đích, đó là cách đánh đích bằng ngực. Người chạy cũng có thể kết hợp giữa việc gập thân trên về trước và xoay vai đồng thời để một vai chạm đích, đó là cách đánh đích bằng vai. Chú ý, không nhảy về đích, khi cơ thể bật nhảy lên thì tốc độ sẽ chậm lại. Sau khi về đích, cần chạy tiếp vài bước theo quán tính để giữ thăng bằng, để không ngã, không dừng đột ngột và không va chạm với những người khác. Về nhiệm vụ của giai đoạn về đích, thì nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là dồn hết sức để hoàn thành tốt cự ly chạy và nhanh chóng chạm đích sớm nhất. Và vừa rồi, thầy đã phân tích 3 giai đoạn còn lại trong chạy ngắn cho các em nắm. Đó là giai đoạn chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. Về phần dặn dò, đối với nội dung bài thể dục, thì ở nhà các em tiếp tục luyện tập hoàn thiện bài thể dục lớp 8 để chuẩn bị cho kiểm tra. Kiểm tra bài thể dục chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện sau khi học xong tiết học của tuần thứ 7. Và những yêu cầu trong kiểm tra thì tuần sau thầy sẽ dặn dò cho các em.
Về chạy ngắn, các em sẽ đọc kỹ lại 3 giai đoạn vừa học. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.